Vâng, xin chào tất cả các bạn nhé. Mình lại quay cho tất cả mọi người xem một cái mẫu sản phẩm nhẫn rồng mà được khách bên mình đặt thường xuyên. Đấy, và đây là một cái mẫu rồng được thiết kế 3D rất là đẹp. Với cái sản phẩm này thì cái trọng lượng của nó chỉ tầm độ 7 chỉ đến hơn 7 chỉ, nó tùy theo size. Đó, và với cái trọng lượng như thế này đấy thì mình thấy là mọi người rất là dễ dễ đeo, dễ dùng. Đó, bởi vì là nó không quá bé và nó cũng không quá to. Đấy, thông thường thì những anh mà mình thích đeo hàng khủng đấy, hàng to tầm độ một cây hai một hai cây đó trở lên thì là thường là rất là ít. Đấy, còn đa số là mọi người thích cái dòng nhẫn cá tính như thế này thì mọi người thích đeo những cái mẫu mà nó có cái trọng lượng không không quá nặng nhé. Đấy, và cái độ to nó không quá lớn đấy, để mọi người dễ đeo. Cái này thì các bạn có thể là mình đeo chơi bời đó, chơi bời những lúc đi chơi, hoặc là những bạn mình làm cái công việc nhàn nhàn một chút thì các bạn có thể là mình đeo thường xuyên hàng ngày cũng được đó. Thì cái này nó là một cái mẫu nhẫn mà nhẫn rồng đấy, có cái thiết kế 3D. Các bạn nhìn cái thiết kế những cái sừng rất là đẹp đó, rất là tinh tế, và các bạn nhìn cực kỳ là đẹp mọi người nhé, không có lỗi một chút nào luôn. Đấy, bên nhà mình xin thưa với các bạn là mình làm hàng đặt đấy, cho nên là mình có yêu cầu với thợ rất là cao. Mình yêu cầu là nếu như mà sản phẩm đúc ra mà bị lỗi thì phải đúc lại cái khác đó cho khách, chứ không 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 cố làm cái sản phẩm lỗi, là mình đã thống nhất với họ là như vậy. Và cũng như cái nhẫn này mình làm cho khách thì cũng đây là cũng là đất đúc lần hai mọi người nhé. Đấy, đúc lần hai, chứ lần một là đúc là cái sừng này nó bị gãy, nó bị cụt, thế thành ra là mình trông nó không được đẹp, cho nên là mình yêu cầu là thợ đúc lại đó. Cho nên là các bạn yên tâm là về cái sản phẩm cũng như là về cái mẫu mã bên nhà mình sẽ đảm bảo cho các bạn là làm đẹp nhất đấy, hoàn hảo nhất có thể. Tất nhiên là nó cũng có những cái sản phẩm bị trong quá trình dùng là mình mới phát hiện ra lỗi mọi người nhé. Đó, cho nên là mình bên nhà mình thì các bạn yên tâm, cho dù sản phẩm như thế nào là mình sẽ bảo hành cho tất cả mọi người. Đó, thì riêng về bên nhà mình thì các bạn hoàn toàn yên tâm là nếu như mà đã các bạn đã có nhu cầu đấy và thực sự là đặt hàng bên nhà mình thì các bạn yên tâm luôn. Mình nói thật, bởi vì là cũng rất là nhiều khách hàng của mình như vậy rồi. Đó, mình làm và nó có những cái lỗi kỹ thuật là mình đã bảo khách gửi về nhé, mình sẽ bảo hành cho các bạn luôn. Đấy, đấy là một cái điều chắc chắn, và bên nhà mình nó là một cái tiêu chí để mình bán cho các bạn. Cho nên là mọi người hoàn toàn yên tâm. Mình sản phẩm bên nhà mình là mình nói thật, làm thật, mình nói hàng đẹp là đẹp mọi người nhé. Đấy, còn cái sản phẩm nào mà hàng sẵn bạc thường là mình cũng nói rõ luôn. Đó, cho nên là các bạn không phải lo về vấn đề chất lượng cũng như là mẫu mã. Mẫu mã thì thường là mình đưa video như thế nào, mẫu như thế nào là mình sẽ làm cho các bạn y chang như vậy. Đó, bởi vì đây là cái sản phẩm mẫu mình tự quay. Đấy, tự quay tự chụp cho nên là không có copy ở đâu cả. Đó, thậm chí là nếu như mà có copy rất là ít mọi người nhé, rất là hiếm luôn. Thường là hầu như là 99% là mình ảnh bên nhà mình đấy, và video bên nhà mình là tự quay luôn. Cho nên các bạn yên tâm là sẽ không bao giờ sợ nhầm mẫu. Đó, và khi mà mọi người nhận hàng nhé, các bạn có thể là mình xem hàng đấy, xem hàng trước khi thanh toán, có hóa đơn của mình kèm theo thì các bạn là nhận. Đó, mình cũng nói qua một chút như vậy để cho mọi người biết được là bên nhà mình là bán hàng rất là uy tín. Đó, cho nên là các bạn nếu như mà có nhu cầu thì các bạn hãy tham khảo những sản phẩm bên nhà mình nhé. Đấy, thì mình đang giới thiệu cho mọi người một cái nhẫn rồng hơn 7 chỉ. Cái này là mình nhận làm theo size. Đó, theo size của mọi người nhé. Các bạn size bao nhiêu là mình sẽ làm bấy nhiêu, bởi vì sản phẩm hàng đặt mà. Đó, hàng đặt cho nên là các bạn sẽ yên tâm là sẽ ai cũng có size hết. Đấy, thì các bạn cứ đo size chuẩn thì mình sẽ làm cho các bạn luôn. Nếu như các bạn không thích một viên đá ngậm ở mồm như thế này thì mình có thể là bỏ đi cũng được nhé. Đó, còn ví dụ các bạn thích màu khác thì mình sẽ thay cho mọi người bằng cái màu khác. Đó, thì cái này nó do cái sở thích cũng như là cái màu mà các bạn hợp thôi. Đó, thì hôm nay là gửi đến các bạn một cái mẫu nhẫn rồng rất là đẹp, thì rất là hy vọng các bạn sẽ tham khảo cho mình một cái mẫu nhẫn rất là đẹp như thế này. Đấy, đây là cái sản phẩm độc lạ dành cho những bạn mình yêu thích cái sự cá tính cũng như là cái vẻ độc đáo nhé của cái sản phẩm trang sức bạc như thế này. Đó, thì một lần nữa là mình rất là cảm ơn mọi người
đã xem cái video này của mình và đã ủng hộ những cái sản phẩm bên nhà mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều.